các bạn buổi tối thứ sáu cuối tuần. Các bạn có khỏe không? Các bạn có kế hoạch gì cho ngày cuối tuần chưa? Các bạn có kế hoạch gì cho ngày thứ bảy và chủ nhật chưa? Và tối hôm nay mình chia sẻ với bạn cái chủ đề mục đích của cuộc sống là gì các bạn nhỉ? Mục đích cuộc sống là gì? Mình có trả lời trên cái câu của livestream rồi đó. Các bạn chịu khó vào Facebook của mình, các bạn đọc mỗi sáng những câu status thì nó sẽ giúp cho các bạn có cái tư duy như thế nào tư duy sẽ mạch lạc hơn, tư duy như thế nào tư duy sẽ tích cực hơn thì nó làm cho cuộc sống chúng ta nó thay đổi nhiều hơn. Và bạn nào mà lần đầu tiên xem cái livestream của mình thì các bạn comment xuống số 1 đi. Lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống số 1 để chúng ta làm quen với nhau. Comment xuống số 1 đi các bạn. Bạn nào mà đã biết mình rồi thì chúng ta giới thiệu về nhau, chúng ta kết nối với nhau. Buổi tối thứ sáu cuối tuần rất là tuyệt vời, thì thay vì giờ này các bạn đi chơi, các bạn đi làm việc gì đó, chào bạn Tùng Kiều, thì các bạn lên xem live stream nó cũng rất là hữu ích. Mình thì chuyên về chia sẻ về cuộc sống và về kinh doanh thôi. Và thông qua Facebook thì chúng ta biết nhau, chúng ta kết nối với nhau, mình cũng chia sẻ nhanh thôi, khoảng 20 phút thôi, không nhiều đâu. Vậy thì ngay bây giờ các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment lần đầu tiên các bạn xem cái livestream này, lần đầu tiên các bạn biết mình thì các bạn comment xuống số 1. Bạn nào biết mình rồi thì các bạn giới thiệu. Vậy thì giới thiệu về các bạn, các bạn ở khu vực nào, bạn làm lĩnh vực gì, để cho mọi người cùng biết. Mình cũng muốn tương tác với các bạn. Và các bạn có kế hoạch gì, một cái câu hỏi là các bạn có kế hoạch gì cho những ngày cuối tuần này. Còn bản thân mình thì ngày mai mình có 2 ngày cho cái lớp học. Em mới mua 2 quyển sách của anh nè, em đọc trước mỗi ngày một chút thôi. Ok, tuyệt vời, cảm ơn bạn. Em mới mua 2 quyển sách của thầy rồi, tuyệt vời. Bạn Phước, hôm trước thầy ra Hà Nội em lại đi vắng tiếc quá. Ok, bạn Tùng Kiều, bạn Lâm Điền, bạn Thịnh Lê. Ok, rất là tuyệt vời. Vậy mục đích của cuộc sống đó là cái gì các bạn? Mục đích của cuộc sống là làm sao để chúng ta có cuộc sống nó thật sự hạnh phúc. Chào bạn Triệu Mùi. Thật sự nó hạnh phúc các bạn ạ. Thì cái cuộc sống hạnh phúc thì nó mới có ý nghĩa các bạn ạ. Chúng ta 2 ngày cuối tuần đi học bi lại. Ok, tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Mộng Nguyên. Ok, rất là vui kết nối với bạn Nguyên. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì comment xuống số 1 đi các bạn ơi. Mục đích của cuộc sống là gì ạ? Mục đích của làm kinh doanh là gì ạ? Nó rất là đơn giản. Mục đích của làm kinh doanh để chúng ta cũng phải hạnh phúc, chứ không phải làm kinh doanh để chúng ta thể hiện. Thể hiện là chuyện nhỏ thôi, hạnh phúc nó mới là lớn. Tất cả những người bạn làm chủ hay bạn làm công nhân hay bạn làm bất kỳ điều gì thì mục tiêu của chúng ta cũng là phải hạnh phúc. Chào bạn Nguyễn Viết Hiếu, rất là vui kết nối với bạn. Chào bạn Nguyễn Mộng Nguyên. Bạn Nguyễn Mộng Nguyên mà làm sao số 1 được. Bạn Nguyễn Mộng Nguyên xem livestream mình hoài mà. Bạn nào là lần đầu tiên biết đến mình đó, thì các bạn mới comment số 1. Vậy thì làm gì để chúng ta được hạnh phúc? Chắc chắn trong hành trình của các bạn có những việc, có những công việc nó làm cho bạn hạnh phúc. Vậy thì các bạn thực hiện đi, thực hiện lại điều đó nhiều lần thì nó cũng sẽ giúp cho bạn hạnh phúc thôi. Cái đây là một nguyên lý nó rất là hiển nhiên. Ví dụ là bạn làm cái cách nào đó để bạn có được tiền thì bạn cứ áp dụng như vậy và bạn làm miết như vậy thì bạn lại gì? Bạn lại có tiền tiếp. Cái cuộc sống nó cũng rất là đơn giản vậy. Nếu cái việc gì đó mà nó làm cho bạn hạnh phúc, trước đây nó làm cho bạn hạnh phúc thì bạn cứ làm cái điều như vậy thì nó sẽ giúp cho bạn hạnh phúc. Tuy nhiên tối nay mình chia sẻ cái chủ đề này. Chào bạn Nguyễn Văn Cường. Bởi vì gần đây mình gặp một số những cái bạn, đặc biệt là ngày hôm nay mình có gặp được một anh giám đốc của một cái doanh nghiệp gỗ rất là lớn. Ảnh năm nay 50 mấy tuổi rồi. Tuy nhiên ảnh cũng nói rằng là thời ấu thơ thì ảnh rất là hạnh phúc. Cái thời ấu thơ ảnh rất là hạnh phúc, ảnh rất là vui. Nhưng mà càng về lớn, càng về cao tuổi thì ảnh cảm giác là ảnh không còn vui nữa, ảnh không còn hạnh phúc nữa. Vì sao vậy? Mà hỏi ảnh vì sao vậy? Ảnh kêu cái công việc bận rộn quá. Nhà máy của ảnh nó hiện tại lên 200 mấy công nhân. Công việc đầu tắt mặt tối, không ngơi nghỉ. Và nó làm cho ảnh nó như thế nào? Nó làm cho cái cuộc sống của ảnh nó như thế nào? Nó cảm giác nó bực bội, nó cảm giác nó ngốn rất là nhiều.
Bởi vì ảnh thì cũng dạng người bắt đầu lớn tuổi rồi. Chào bạn Sĩ Điệp, chào anh Duy, anh lúc nào cũng tuyệt vời, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn Tuyết Nhi. Và bạn nói là cái công việc nó làm cho bạn bạn rộn bạn chóng hết. Và anh nói rằng là bây giờ anh rất là thích trở về tuổi ấu thơ. Mình nói là vậy thì cái thời mà anh là tuổi ấu thơ đó thì nó làm gì cho anh hạnh phúc? Anh kêu là hồi trẻ tuổi ấu thơ, lúc còn trẻ nó làm cho anh hạnh phúc là đơn giản là hồi đó được chơi những cái trò chơi con nít, ví dụ như là chơi đánh dụ, chơi thầy kiện, chơi bắn bi. Và bây giờ anh nói là anh thèm và anh ước ao được những cái công việc nó như vậy. Mới nói nếu mà anh ước ao thì tại sao anh không làm nhỉ? Cái điều gì nó gượng ép anh lại vậy? Và mà nói là cái việc gì nó làm cho anh hạnh phúc nữa? Anh nói là anh thích chạy xe đạp. Anh cứ hồi kia anh thích đạp xe đạp, anh đi vòng vòng lối xóm vậy. Anh nói là hồi nhỏ gia đình không khá giả nhưng mà cuộc sống nó rất là hạnh phúc, nó rất là vui tươi, những cái tháng ngày nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là hân hoan. Ok, mà nói rất rất là tuyệt vời. Vậy thì tại sao bây giờ anh có điều kiện rồi, anh dư sức anh mua xe đạp, anh dư sức anh về những vùng quê xa xôi anh chơi anh cũng không đói, mà tại sao anh không làm? Các bạn thấy một cái vấn đề sự thật hiển nhiên không ạ? Càng có điều kiện thì chúng ta lại càng không hạnh phúc, nó rất là mắc cười. Hồi nhỏ thiếu thốn thì lại hạnh phúc, lại vui tươi, lớn lên giàu có, mang tiếng làm giám đốc A, làm giám đốc B, rất là khá giả thì lại không hạnh phúc. Nhiều lúc đó các bạn thấy nhiều lúc cái cuộc sống các bạn thấy nó mắc cười không ạ? Vậy thì mục tiêu của cuộc sống nó là cái gì nhỉ? Cho bạn Phạm Quốc Lâm rất là thú vị. Nghe bạn comment một câu rất là thú vị. Ok. Cho bạn Nam, dạo này thấy thầy chia sẻ rất là mạnh liệt. Cảm ơn bạn Nam rất là nhiều. Rảnh thì live stream thôi. Quá mắc cười, đúng rồi bạn Lâm ơi. Ok, thú vị, thú vị. Vậy thì bạn mà nói là không hiểu sao càng lớn á, càng có điều kiện á, thì cuộc sống nó lại càng bận rộn. Các bạn thấy người lớn của chúng ta vô lý lắm. Người lớn chúng ta càng lớn càng vô lý. Lớn có điều kiện thì lại tỏ ra bận rộn. Tại sao bận rộn cái gì các bạn không? Bận rộn thể hiện mình, bận rộn cho ta là người thành công, bận rộn cho ta là người quan trọng, bận rộn cho ta là sếp, rồi giữ kẻ quá. Nó là cái cuộc sống nó như thế nào? Cái cuộc sống nó rất là phức tạp. Cuộc sống nó phức tạp. Và đáng lẽ hồi nhỏ kia không có tiền bạc thiếu thốn thì cuộc sống nó rất là tuyệt vời. Càng có điều kiện thì cuộc sống nó rất là phức tạp ra. Vậy thì không hiểu rằng là mục đích của cuộc sống này nó là cái gì các bạn nhỉ? Mục đích cuộc sống này nó là gì? Chào bạn Long Hồ Long. Ok. Bạn Long Hồ có cái tên rất là hay, tên Facebook rất là hay, Long Hồ Long. Vậy thì mục đích của cuộc sống này nó là cái gì nhỉ? Mục đích của cuộc sống là chúng ta tìm kiếm cái sự an vui và hạnh phúc mà. Người có tiền hay người không có tiền thì cuối cùng cái đích cũng là có cuộc sống an vui. Người thành công hay người không thành công thì cuối cùng cuộc sống cũng là an vui, cũng là hạnh phúc. Người làm công, người làm chủ, ông thầy tu rồi cũng cuối cùng đi tìm cái sự an vui và bình an trong cuộc sống này. Cuối cùng là chúng ta phải tìm kiếm cái điều đó. Vậy thì tại sao chúng ta không làm cho chúng ta hạnh phúc lên mà chúng ta làm cho cuộc sống chúng ta nó phức tạp ra? Cách đây cũng lâu, mình có gặp một cái anh CEO khác, ảnh rất là tuyệt vời. Hôm trước thấy thầy đăng ở VTV tuyệt vời quá. Vâng, cái chương trình VTV bữa quay rất là thú vị. Mình cũng học được, hỏi được rất là nhiều điều đó bạn Long ạ. Hồi nào có dịp thì mình kể cho nghe. Rất là hay. Và chương trình thì bây giờ là họ đang làm hậu kỳ. Sắp tới thì cái lịch phát sóng xong họ mới báo. Hôm nay có nhận cái thư cảm ơn của họ mà quên post lên Facebook cho các bạn xem. Chút xíu mà live stream xong mình sẽ post lên trên Facebook cho các bạn xem. Họ có gửi thư cảm ơn cái chương trình vừa rồi. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình quay lại cái câu chuyện vừa rồi, mình gặp một cái vị doanh nhân cũng rất là thành công. Nhưng mà ổng cũng lại giống như cái ông doanh nhân gỗ mà nói mình mới gặp lúc sáng.
cũng là bận rộn, cũng là đầu tắt một tối. Nói chung bây giờ họ có nhiều tiền lắm rồi các bạn ơi, họ có nhiều tiền lắm. Và họ nói mình một câu rằng là, họ nói rằng là bây giờ họ rất là thèm. Thèm gì ạ? Thèm làm những việc mình đam mê nhưng mà lại không có thời gian. Mà nói anh không phải anh không có thời gian à, anh muốn là anh có thôi à. Mà nói bây giờ anh thèm gì? Anh nói thèm gì ạ? Anh nói là thèm được chơi trống. Anh kêu hồi kia anh chơi trống dữ lắm. Mình kêu vậy thì bây giờ anh có điều kiện anh dư sức anh mua bộ trống mà. Anh nói là dư sức à, vậy thì tại sao anh không mua bộ trống về anh ngồi anh gõ một mình anh. Anh gõ cho nó đã thèm luôn đi. Chứ bây giờ tự nhiên anh ngồi anh nói anh thèm. Anh nói là mình nói thèm gì? Anh nói là thèm ăn rau lang, thèm ăn rau muống. Mình kêu rất là tuyệt vời. Giờ này anh có đủ điều kiện mà. Anh nói là thành thèm ăn rau muống chấm với mắm nêm. Ok tuyệt vời à. Thèm gặp những cái đứa bạn hồi xưa. Mình kêu bây giờ anh dư sức anh làm những việc đó mà tại sao anh lại không làm vậy à. Và anh cũng trực nhớ ra rằng anh kêu đúng à, cái thời nhỏ, thời xa xưa kia là cái thời mà giờ nghĩ lại đó là cái thời quý, cái giai đoạn vàng, cái giai đoạn mà quý nhất đời. Ok chưa à? Rồi anh kêu bắt đầu làm kinh doanh. Anh kêu bắt đầu từ cái ngày làm kinh doanh á. Thú vị quá thầy ơi. Ok bạn Ninh, rất là thú vị bạn Ninh ha. Anh nói là từ lúc làm kinh doanh á, tự nhiên nó ngốn anh hết thời gian. Và khi nó ngốn anh hết thời gian thì anh kêu nhiều lúc nhớ lắm. Nhớ cái cảnh ngồi gõ trống. Anh kêu nhiều lúc thèm lắm. Mà nói thèm thì anh cứ làm thôi à, anh đừng có bị cái gì chặn lại đó. Bản thân mình cũng vậy. Các bạn biết mình thèm gì mà? Thèm câu cá. Thèm cho cá ăn. Nhìn thấy con cá vui lắm à, cho cá ăn. Cái cảnh mà nó bay lên nó đớp mồi vui lắm. Những cái giây phút đó các bạn thấy, mình thấy con người mình nó tuyệt vời à. Thèm gì à? Thèm trồng các cái cây cảnh để tưới mỗi sáng, lấy cái bình nước tưới đó thôi. Tự nhiên thấy con người nó tuyệt vời à. Thèm gì? Thèm đi lang thang, thèm đi phượt, thèm đi đó đây. Các bạn thấy, nên là năm nào mình cũng lên chuyến mà đi du lịch, mình đi phượt, đi khám phá nơi này, đi khám phá nơi kia à. Mình thích gì thì mình làm cái đó à. Các bạn dùng ra điều này, cứ thích thì làm à. Và các bạn biết tại sao chúng ta phải làm nó như vậy mà. Đó là một bí mật mà mình sẽ chia sẻ cho bạn ở cái phần số 2 này. Ở cái phần số 2 này, đó là một bí mật. Tại sao chúng ta phải làm vậy? Dù bạn đang cực khổ, bạn cũng phải làm vậy. Bạn phải làm cho cái cuộc sống mình nó hạnh phúc. Các bạn phải làm cho cuộc sống mình nó vui à. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Bắt buộc chúng ta phải làm vậy. Đó là một bí mật. Đó là một bí mật rất là tuyệt vời à. Và à, để trước khi mình chia sẻ phần 2 này thì chúng ta dành một phút quảng cáo nha các bạn ơi. Một phút quảng cáo đây là mình xin phép các bạn rồi. Nó rất là hợp lệ. Ok chưa? Mình tên là Nguyễn Thái Duy đúng không? À, mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân B-Training. Cái chữ B-Training thành lập nó năm 2009. Ok chưa? Năm 2009. Cái chữ B-Training. Một phút quảng cáo nha các bạn à, không được màn hình nha à. Vâng. Và đây là cái chữ B-Training này, vườn ươm doanh nhân này. Cái khóa học nổi tiếng của mình này. Khóa học nổi tiếng của mình này là làm chủ doanh nghiệp. Cái cách khởi nghiệp từ tay trắng. Cái đây là mình chia sẻ rất là lâu rồi à. Và nó như thế nào à? Và đây là cái địa chỉ trung tâm của mình. À, số điện thoại đó luôn, các bạn nào không biết thì cứ vào đây mà lấy. Và đây là cái trang web của mình btraining.org. Và đây là ba cái quyển sách của mình nè các bạn ơi. Cái quyển thứ nhất là cái quyển vượt biển lớn, cái cách khởi nghiệp từ năm xu. Ok chưa? Cái quyển thứ hai là mỗi ngày một chút thôi. Cái quyển này mà bạn nào về mua gối đầu giường thì tuyệt vời. Quyển thứ ba là quyển bị dân đầu quay. Cái quyển này thì bán trên trang Amazon. Mình chuẩn bị ra cái quyển thứ tư, quyển bán hàng online ngay. À, đang gửi xin phép ở nhà xuất bản rồi, chuẩn bị xuất bản ra cho các bạn. Và ngay bây giờ khi xem chương trình này, bạn nào chưa có sách mà sở hữu hai cái quyển sách của mình, hai quyển sách tiếng Việt đó là 210.000, thì các bạn comment cái số điện thoại xuống à. Bạn sở hữu một cuốn thì cũng chưa đủ tiêu chuẩn đâu bạn Nguyên ơi à. Hãy comment số điện thoại xuống và sách sẽ giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước à, sẽ free ship cho các bạn. Sẽ free ship cho các bạn. Và các bạn đủ tiêu chuẩn vào trong một cái group à. Cái group đó là cái group bí mật dành cho những người sở hữu sách và những người làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này. Được ép vào trong cái group đó. Và các bạn sẽ được gì à? Các bạn sẽ được mình trả lời các bạn những câu hỏi về kinh doanh, những câu hỏi trong cuộc sống. Chúng ta được kết nối với nhau thăng hơn. Và quan trọng nhất là bạn được kết nối rất là nhiều bạn kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này. Cái đó là một cái ưu đãi rất là tuyệt vời đúng không các bạn ơi? Cái đó là một ưu đãi rất là tuyệt vời.
Và như thế nào ? Và bạn nào đã có hai quyển sách mà các bạn nào chưa vào group thì các bạn hãy comment xuống cho mình, thì các bạn sẽ có đường link và các bạn phải trả lời được 3 câu hỏi trong đó thì các bạn mới được add vào. Bạn nào có sách thì sẽ trả lời được, còn bạn nào không có sách chắc chắn không bao giờ trả lời được những cái câu hỏi đó hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi các bạn xem chương trình này. Bản thân ngày mai thì mình cũng có lớp 2 ngày về cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 148. Ok, một phút quảng cáo hết rồi. Bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình đi tới phần 2 chưa? Vậy thì cái phần số 1 vừa rồi mình chia sẻ, các bạn thấy nó có thú vị không? Thú vị, nó có vui không? Vui. Bạn Mộng Nguyên đâu? Tại sao bạn mới sở hữu có một cuốn, bạn không mua tiếp một cuốn nữa đi bạn Mộng Nguyên ơi? Ok, tại sao chúng ta phải làm cuộc sống của chúng ta nó vui vẻ và nó hạnh phúc các bạn nhỉ? Các bạn nào chưa chia sẻ cái livestream mình về thì các bạn chia sẻ về nhà các bạn đi. Mình đang kiểm tra trên máy laptop của mình xem bao nhiêu bạn chia sẻ rồi, bao nhiêu bạn chia sẻ rồi. Mình đang kiểm tra đây. Mới có 27 lượt bạn chia sẻ Bạn Hằng Nguyễn bạn chia sẻ chưa? Bạn Dũng Hoàng bạn chia sẻ chưa? Bạn Thình Lê bạn chia sẻ chưa? Ok chưa? Hãy chia sẻ ngay. Hãy chia sẻ ngay các bạn ơi. Hãy chia sẻ ngay. Ok các bạn ơi. Hãy chia sẻ ngay. Chào bạn Lục Diệp, chào bạn Ngọc Anh Trần. Vâng, hãy chia sẻ ngay cái livestream về nhà các bạn. Để gì ? Để các bạn thấy, nó nhắc nhở các bạn, bạn xem đi xem lại. Để gì ? Để bạn bè của bạn thấy, rồi họ xem và họ thay đổi đi và nó mang ý nghĩa cho bạn. Ok, thầy Duy dạy quảng cáo phay không ? Ok. Bên mình là dạy và làm kinh doanh, phay là một phần nhỏ chút xíu của việc làm kinh doanh, bạn nghĩ nhá. Ok chưa? Bạn nghĩ nhá. Phay là một phần nhỏ của việc làm kinh doanh thôi. Ok chưa? Vậy thì tại sao chúng ta phải làm cho cuộc sống chúng ta nó hạnh phúc? Bởi vì sao ? Bởi vì khi bạn làm được cái điều này mỗi ngày thì cái tinh thần và cái năng lượng của con người của bạn nó càng ngày nó được nâng cao lên. Con người của bạn nó sẽ được hưng phấn hơn, nó sẽ nhiệt huyết hơn, nó sẽ năng lượng hơn, tâm hồn của bạn nó sẽ rộng mở hơn. Và cái đó mới là cái mà nội lực tuyệt vời để giúp cho các bạn đi xa và đi cao hơn nữa. Đó là lý do mà chúng ta phải làm cho cuộc sống chúng ta có hạnh phúc, cuộc sống chúng ta phải vui. Bởi vì cái người vui tươi, cái người có hạnh phúc thì họ kết nối mọi thứ xung quanh họ dễ dàng hơn. Họ ăn cũng ngon hơn, họ ngắm bông hoa cũng đẹp hơn, họ sống chan hòa với người xung quanh dễ dàng hơn, họ nhìn phong cảnh họ thưởng thức được, các bạn nhận ra điều này chưa? Và họ sẽ có tình người hơn. Còn cũng cái con người như vậy mà bạn mất đi cái niềm hạnh phúc, bạn mất đi cái niềm vui thì cái con người của bạn hoàn toàn khác. Bạn ăn cái rau rất là xanh nhưng mà bạn không thấy nó ngon. Bạn sống ở một cái khu vực rất là tuyệt vời mà bạn thấy rằng là nó không có tuyệt vời. Bạn đang ở với những con người bạn rất là tốt với mình thì các bạn luôn suốt ngày bực bội và bạn sẽ nhận lại những điều bực bội từ họ thôi. Đó là cái điều mà mình luôn nói với các bạn rằng là các bạn phải, dù bạn làm ở vị trí nào, dù bạn chưa có tiền thì bạn hãy làm cho cuộc sống bạn nó tươi vui. Và đó là cơ hội để gì ? Để bạn kết nối với cuộc sống của bạn nó tốt hơn. Vậy thì cái cách chúng ta giải quyết vấn đề đó như thế nào? Cái cách chúng ta giải quyết nó như thế nào? Đơn giản lắm. Các bạn sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Rất là đơn giản. Ngay bây giờ các bạn hãy ghi 5 điều. 5 điều, 5 điều mà bạn đam mê và bạn làm đến nó thì nó làm cho bạn hạnh phúc. Hãy ghi ra 5 điều đó ngay bây giờ. Ghi ra 5 điều đó. Bạn nào chưa chia sẻ livestream mình thì các bạn chia sẻ đi nhé. Hãy ghi 5 điều ra. 5 cái đam mê của bạn là gì? Đừng cứ cái chuyện gì mà phải nó phức tạp đó. Đam mê rất đơn giản, đơn giản là tôi đam mê câu cá, hoặc là tôi đam mê trồng hoa, tôi đam mê như thế nào, tôi đam mê đi rong rong ngoài đường. Ok, đam mê chỉ được, tôi đam mê ngồi uống ly cà phê. Cứ ghi ra, đơn giản. Ghi 5 cái đam mê ra. Rồi, tiếp tục ghi tiếp 5 cái hoạt động, 5 cái công việc làm, 5 cái hoạt động, 5 cái công việc làm mà nó làm cho bạn thích thú. Ví dụ như là bạn thích đi làm từ thiện,
hoặc là ví dụ như là bạn thích đánh đàn, ok, ví dụ như là bạn thích đi gặp một người nào đó, ok, ghi 5 việc ra, ok chưa? Đó. Và sau đó nó như thế nào ạ? Và dĩ nhiên những cái việc này giúp cho bạn vui và những việc này giúp cho bạn hạnh phúc. Và sau đó như thế nào ạ? Sau đó 3 tháng tiếp theo bạn hãy cố gắng thực hiện 5 cái đam mê này và bạn cố gắng thực hiện 5 cái hành động này, hãy thực hiện ngay bây giờ. Hãy thực hiện ngay bây giờ. À, và cho tới 3 tháng nữa và chúng ta thực hiện nó và chúng ta thực hiện đi, thực hiện lại, làm việc này làm việc lại. Hãy ghi cái kế hoạch mình ra. Hãy ghi cái kế hoạch mình ra các bạn. Đừng để nó ở trong đầu. À, hãy lên kế hoạch cho nó. Điều gì được lên kế hoạch là điều đó sẽ hành động. Điều gì lên kế hoạch là điều đó sẽ được làm. Còn nếu bạn không ghi ra, bạn không lên kế hoạch thì điều đó nó sẽ không xuất hiện. Cái việc xuất hiện trong cuộc đời này là việc phải ghi ra cái kế hoạch. À, còn nếu không nó vẫn ở trong đầu, nó ở đâu đó và bạn sẽ không có. À, ok chưa? Và cái người mà thành công là người xây dựng cái mục tiêu của mình trên cơ sở hành động. Còn người thất bại là họ xây dựng cái mục tiêu của họ trên cái gì? Trên cái lý thuyết. Nghĩa là họ muốn, họ mong, họ ước, nhưng mà họ không có ghi ra để họ làm. Ok chưa? Và họ không bao giờ hoàn tất cái kế hoạch của họ đó. Đó là những người thất bại. Còn những người thành công á, là họ ghi cái kế hoạch ra để họ làm. À, họ không có thực hiện bằng lý thuyết. Họ không có ngồi, họ nghĩ. Họ ghi ra để họ theo đeo đuổi nó. Và họ làm. Và cuối cùng họ sẽ có được những điều hạnh phúc nhất trần gian này. À, vậy thì theo đúng với chủ đề của bài nói chuyện này hôm nay, cái điều mục tiêu sống trên đời này nó vô cùng đơn giản, đó là vui vẻ, vui tươi và hạnh phúc mỗi ngày. À, vậy thì cái điều gì mà làm cho bạn hạnh phúc, 5 điều làm cho bạn hạnh phúc, 5 hành động làm cho bạn hạnh phúc, thì bạn hãy ghi ra và những tuần tiếp theo, ngay bây giờ, ngày mai, ngày mốt, và bạn làm. Và đó là lý do, và đó là lý do mà nhiều bạn, rất là nhiều bạn cứ gặp mình thấy cứ thấy mình kinh doanh mà mình rất là nhẹ nhàng, mình rất là thư thái, mà nói đúng rồi, mình làm cái việc đó cho mình, mình cũng chả quan tâm ai họ làm gì. Bởi vì sao? Mình sống cuộc sống cho mình mà, mình sống cuộc sống cho gia đình mình mà, mình biết mình vui là ok, mình biết mình hạnh phúc là ok, chỉ cần nó như vậy thôi. À, các bạn nhận ra điều này chưa? Và đây là cái chủ đề mà mình chia sẻ các bạn vào buổi tối hôm nay. À, ngày mai 9 giờ sáng mình có lớp làm chủ doanh nghiệp. Mình đứng lớp trong 2 ngày liên tục, lớp ngày mai là 80 bạn. Ok, vừa kín cái hội trường của mình. À, và thứ năm tuần sau thì mình có lớp miễn phí. À, bạn nào muốn tham dự cái lớp ngày mai và thứ năm tuần sau thì các bạn hãy comment xuống để chúng ta cùng gì cùng tham dự. Bạn nào chưa có sách và muốn mua sách của mình và muốn add vào group thì các bạn comment số điện thoại xuống, sách sẽ được giao đến nhà các bạn. À, trên khắp mọi miền đất nước. À, tiền sẽ được thu tại nhà các bạn luôn, cái người giao, nên các bạn không cần phải chuyển tiền trước luôn. Các bạn chỉ cần comment số điện thoại và sách sẽ được giao đến nhà bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe cái live stream buổi tối hôm nay. À, và mình chúc cho các bạn buổi tối thứ sáu cuối tuần rất vui và rất là hạnh phúc. Và mỗi ngày bạn nhớ lên Facebook của mình, bạn xem những bài chia sẻ của mình, những bài viết của mình. Cái bài viết của mình là sáng nay mình mới viết, mình đưa lên đó. Ok chưa? Thành công không nhất thiết phải từ tiền, dùng tiền chứ chắc đã hiệu quả. Và rất nhiều bạn đọc cái bài này và các bạn đã comment, bởi vì các bạn đã học được bài học. Có bạn vừa comment đó là bạn vừa áp dụng vào công ty của bạn luôn và nó rất là hiệu quả, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn buổi tối ngủ thật ngon. Bye bye các bạn.